Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay, mình đến quý vị thông tin về số người khai để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc lại tăng. Con số rất lớn nhưng nó đã giảm đi so với những tuần lễ trước. Và rồi cập nhật thêm với quý vị những thông tin về quyền lợi của những quý vị self-employed khi khai để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang Cali, những điều quý vị cần biết về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của quý vị. Tuy nhiên trước hết, cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay, đó chính là Kim Loan Healthcare trong khu thương xá Grand Century Mall của San Jose, vẫn mở cửa buôn bán như bình thường từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Quý vị cần chị Kim Loan mở cửa để quý vị vào khu thương xá mua sắm thì gọi dùm số điện thoại sau đây là số 408-292-8838. Hot News với Thanh Tùng mang đến quý vị cũng được sự bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân với số điện thoại là 408-528-9297. Thưa quý vị, sáng của ngày thứ 5, 21 tháng 5 khi thức dậy, dân Mỹ lại nhìn thấy một con số mới cho thấy những người bị mất việc và đang chờ để được hưởng trợ cấp trên toàn nước Mỹ tăng thêm 2 triệu 200 ngàn người nữa. Trong tuần lễ vừa qua, chỉ trong một tuần thôi mà nước Mỹ mình có thêm 2 triệu 200 ngàn người khai để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh 2 triệu 200 ngàn người đó thì mình có thêm 2 triệu 200 ngàn người thuộc về dạng những người mà self-employed, tức là những người làm nghề tự do, những nhà thầu, chủ của các cơ sở thương mại dịch vụ đó, mà họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bây giờ, chiếu theo sự cho phép của chính phủ liên bang, họ cũng ghi danh để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, đây là tuần lễ mà quý vị nghe tới 2 con số. Con số của những công nhân ăn lương theo giờ trên toàn nước Mỹ mà bị thất nghiệp là 2 triệu 200 ngàn trong một tuần. Con số của những người làm chủ các cơ sở thương mại dịch vụ loại nhỏ nè, con số của các self-employed làm nghề tự do nè, con số của những người chạy xe Uber, chạy xe Lyft, những người làm nail, làm tóc nè, con số này trong tuần lễ vừa qua mà thôi cũng đã có 2 triệu 200 ngàn người khai để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Một tuần lễ trước thì con số của những người mà self-employed mà khai xin trợ cấp thất nghiệp đó quý vị trên cả nước á, là 850.000 người tuần lễ trước. Vậy mà qua tới tuần lễ vừa rồi nó lên tới 2 triệu 200 ngàn người. Cho nếu quý vị cộng lại 2 triệu 2 của bên UI cộng với 2 triệu 2 của bên PUA cộng lại có phải ra 4 triệu 4 đúng không quý vị? 4 triệu 4 chỉ trong một tuần lễ. Con số rất lớn quý vị. Con số rất lớn. Nhưng nếu mà so với con số thất nghiệp của những tuần trước thì rõ ràng những con số này nó có ít hơn, nó có giảm đi. Nhưng dẫu sao, nó cho mình thấy một cái hiện trạng là sự ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, đẩy kinh tế Hoa Kỳ rơi vào cơn suy thoái rất trầm trọng, được xem là cơn suy thoái trầm trọng nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái của thập niên 1930. Như quý vị thấy nè, theo ước tính của văn phòng ngân sách của Quốc hội, cái văn phòng này họ làm việc là không có đảng phái, không có mang màu sắc chính trị, hoàn toàn độc lập, thì họ cho thấy ước tính trong tam cá nguyệt mà từ tháng 4 cho tới tháng 6 của năm nay thì nền kinh tế của nước Mỹ sẽ bị thu hẹp lại 38%. Hiện bây giờ, cũng theo thống kê, cứ gần một nửa người dân Mỹ họ nói hoặc là họ không có đủ thu nhập. Cái thu nhập họ đem về trong thời gian đại dịch không có đủ sống. Thu nhập bị ảnh hưởng, thu nhập bị cắt bớt. Hoặc họ đang sống chung với một ai đó mà thu nhập bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. Một nửa dân Mỹ nói như vậy. Cũng theo thống kê thì quý vị biết rằng là 1/5 dân Mỹ trong thời điểm hiện tại, tức là trong nước Mỹ cứ 5 người thì có một người họ nói rằng là họ không đủ tiền trả tiền nhà, họ không đủ tiền trả tiền thuê nhà, họ không đủ tiền để trả tiền mortgage, tiền đất vào tháng tới. Đó là thống kê cho thấy trong ngày hôm nay.
Hồi tháng 4 vừa qua, cả nước Mỹ, các công ty đã cắt giảm khoảng 20 triệu công ăn việc làm, quý vị. Tức là con số 20 triệu công ăn việc làm này đó, phải một thập niên, 10 năm trời tạo dựng mới có được cái con số 20 triệu công ăn việc làm cho nền kinh tế nước Mỹ, 10 năm trời. Vậy mà, chỉ nổi trong vòng một tháng là tháng 4 thôi. 20 triệu công ăn việc làm mình tạo dựng được trong một thập niên đó bị quét sạch, biến mất chỉ trong một tháng là tháng 4. Và tỷ lệ thất nghiệp trên toàn nước Mỹ trong tháng 4 là 14.7%. Theo ước tính, ai ước tính? Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang ước tính là tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5, tháng này nè, có thể sẽ lên tới 20%. Tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 6 sắp tới có thể lên tới 25%, quý vị. Toàn là những con số khiến cho mọi người hết sức là bàng hoàng và đầy lo lắng cho diễn cảnh nền kinh tế quốc gia của chúng ta đang gượng dậy sau khi bước qua đỉnh của cơn đại dịch. Cơn đại dịch thì vẫn còn, nhưng cái đỉnh thì mình đã đi qua rồi. Tình hình thất nghiệp vẫn còn, các công ty hãng xưởng vẫn còn cắt. Như thấy nè, mới đây công ty Uber có trụ sở San Francisco, họ vừa loan báo. Uber loan báo là họ cắt giảm khoảng 3.000 nhân viên của họ, là những người chạy xe Uber. Là đương nhiên quý vị cũng dễ hiểu, mùa đại dịch có ai có nhu cầu đi ra ngoài đường đâu, shelter in place mà. Thành ra cái nhu cầu nó giảm hẳn, Uber cắt giảm 3.000 nhân viên của mình quý vị. 3.000 là con số mới. Trước đó thì Uber đã sa thải khoảng 3.700 nhân viên rồi. Bây giờ cắt giảm thêm 3.000 nhân viên nữa. Đó là một trường hợp điển hình của Uber thôi. Còn ngay vùng Bay Area của mình nè quý vị, công ty Tesla sản xuất xe điện, CEO là Elon Musk, trong cái mùa đại dịch vừa qua, tiền bạc tỷ nó tăng thêm. Tiền bạc tỷ tăng thêm. Ổng là một trong những người giàu thêm trong mùa đại dịch. Ngược lại, nhân công của công ty Tesla tiếp tục bị sa thải. Cái tháng 5 này nè quý vị, tiểu bang Cali của mình nhận được đơn xin trợ cấp thất nghiệp của các nhân công làm việc cho Tesla tăng chóng mặt luôn. Đó, để kể cho quý vị nghe tình hình thất nghiệp nó không dừng lại ở đây, nó sẽ còn tiếp tục dài dài. Bây giờ, sau khi nói về cái vụ người bị thất nghiệp, thì giờ cho Thanh Tùng được cập nhật với quý vị một ít thông tin liên quan tới quyền lợi của quý vị khi khai để xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Cali. Như Thanh Tùng đã nói trong tiết mục Hot News với Thanh Tùng vài ngày trước, Thanh Tùng nhớ, Thanh Tùng có nói vài ngày trước rằng là những quý vị nào mà khai để hưởng trợ cấp thất nghiệp 2018 và 2019, và cái tiền trợ cấp thất nghiệp quý vị đã hết rồi, quý vị người ta cấp cho quý vị hết rồi, 26 tuần hết rồi, thì sắp tới quý vị sẽ được cấp thêm 13 tuần nữa. 13 tuần này là liên bang cấp cho quý vị. Xin nhắc, những ai đã thất nghiệp 2018, thất nghiệp 2019, sắp tới đây là khi nào? Sắp tới đây là bắt đầu từ ngày 27 tháng 5. Quý vị sẽ được nhận thêm 13 tuần nữa tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang cấp cho quý vị. Thông báo sẽ có chính thức cho quý vị, thêm cụ thể thông tin cho quý vị 1-2 ngày nữa. Khi có thông tin, Thanh Tùng sẽ thông báo ngay. Đó, báo vậy để quý vị an tâm. Riêng với những quý vị nào đang thất nghiệp trong thời điểm hiện tại, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời điểm hiện tại, quý vị không cần phải làm gì hết, không lo gì hết. Tự động trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali từ 26 tuần sẽ kéo dài thành 39 tuần cho quý vị. Quý vị an tâm. 26 tuần là của tiểu bang, 13 tuần cộng thêm là của liên bang. Quý vị không cần phải làm gì hết, tự động quý vị vẫn nhận được đủ, tối đa là 39 tuần lễ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali dành cho quý vị. Yên tâm ha. Bây giờ những quý vị self employed, những quý vị khai thuế theo mẫu đơn 1099, quý vị làm nghề tự do, bây giờ quý vị khai để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp với tiểu bang Cali, xin quý vị lưu ý, đây là quyền lợi của quý vị nè. Quý vị sau khi quý vị khai xong, quý vị đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali hiện giờ 167 đồng một tuần, cộng thêm với 600 đồng một tuần của liên bang, đúng không? Tất cả quý vị self employed đều nhận được số tiền như vậy như nhau, đúng không? 167 cộng 600 một tuần. Quý vị yên tâm, bắt đầu từ 20 tháng 5, tức là bắt đầu từ ngày hôm qua đó,
bắt đầu từ 20 tháng 5. Sở Lao động tiểu bang Cali họ đang duyệt xét đơn ghi danh của quý vị để họ coi thu nhập của quý vị trong năm ngoái bao nhiêu. Họ xem những quý vị nào self-employed, Thanh Tùng đang nói self-employed nha, đang nói self-employed, không có nói về mấy người UI. Thanh Tùng đang nói những quý vị bên PUA nha, self-employed. Những quý vị nào thu nhập năm ngoái của quý vị ít nhất là 17.368 trở lên, 17.368 trở lên thu nhập năm ngoái của quý vị, thì quý vị sẽ được nhận thêm số tiền trợ cấp của tiểu bang Cali lên tới 450 đồng một tuần lễ. Từ 167 đồng hiện tại, quý vị sẽ được tăng lên 450 đồng cho một tuần lễ. Và người ta sẽ trả ngược lại từ cái ngày đầu quý vị nhận được tấm chi phiếu trợ cấp của tiểu bang Cali. Khi nào có thông tin này? Thông tin này thì theo Thanh Tùng được biết đó, thì những quý vị đó đã bắt đầu nhận được tiền từ 20 tháng 5 rồi. Có thể quý vị sẽ phải chờ thêm 1-2 ngày nữa, quý vị sẽ nhận được thông báo chính thức từ Sở Lao động. Nhưng xin kiểm tra cái chi phiếu của quý vị, kiểm tra cái thẻ nhựa quý vị nhận được của EDD. Có thể quý vị đã được nhận tiền thêm. Quý vị đừng ngạc nhiên nha. Nếu có thông tin chi tiết, Thanh Tùng sẽ cập nhật mình đến quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chúc quý vị thật nhiều may mắn. Thanh Tùng hẹn gặp quý vị cho tiết mục này lần tới. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay mang đến quý vị những thông tin đặc biệt từ San Jose, từ địa phương. Đó là San Jose sẽ có thêm 2 địa điểm xét nghiệm tìm virus corona. Những điểm đặc biệt lần này là quý vị chẳng những miễn phí, chẳng những không cần bảo hiểm sức khỏe, mà quý vị cũng chẳng cần phải có triệu chứng, quý vị vẫn được xét nghiệm tìm COVID-19 như thường. Làm sao để có thể xét nghiệm được, Thanh Tùng sẽ trình bày với quý vị trong một vài giây phút nữa. Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tới một Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là nhà hàng Paloma Cafe trong khu thương xá Grand Century Mall trên đường Story Road của thành phố San Jose. Chúng ta vẫn chưa được vào ăn uống trong nhà hàng theo lệnh của quận hạt Santa Clara, nhưng thức ăn ngon, thức ăn to go thì vẫn sẵn sàng. Nếu quý vị nào cần thức ăn to go của Paloma, đừng ngại gọi trước 1 tiếng thôi, alo 1 tiếng thôi. Nhà hàng chuẩn bị, quý vị ghé ra quý vị lấy thức ăn nha. 408-277-0922. Hot News với Thanh Tùng cũng được mang đến quý vị với sự bảo trợ bởi Angel Beauty trong khu thương xá Grand Century Mall, cũng trên đường Story Road, thành phố San Jose, với số điện thoại là 408-417-8638. Thưa quý vị, quận hạt Santa Clara và thành phố San Jose loan báo vào ngày hôm qua thứ Tư ngày 20 tây tháng 5 rằng họ mở ra thêm 2 địa điểm xét nghiệm tìm COVID-19 dành cho cư dân tại địa phương. Lần này nó khác biệt so với những lần trước ở một điểm, đó là không cần có triệu chứng, quý vị vẫn có thể được xét nghiệm như thường. Đó, 2 địa điểm mới nè quý vị, là hai địa điểm ở San Jose lần này nha. Thứ nhất là sân vận động Pau Stadium ở phía đông thành phố San Jose. Và thứ nhì đó là Santa Clara County Fairgrounds, rất gần với đài Net Việt TV, nằm trên đường Tolley Road, là nơi mà Đồng Hương Việt Nam mình quen thuộc là tổ chức hội Tết hàng năm, có gì nhớ không? Santa Clara County Fairgrounds, người Việt mình thì gọi nôm na là Fairgrounds là mình hiểu. Thì đó là một trong hai địa điểm đang có xét nghiệm COVID-19 dành cho cư dân của mình. Và xin nhắc lại điểm khác biệt đó, điểm khác biệt là như vậy nè quý vị. Ngày xưa, thật ra chữ ngày xưa Thanh Tùng dùng là mới cách đây 1 tháng, 2 tháng đó. Bởi vì mình thiếu các buổi xét nghiệm, cho nên điều kiện để được xét nghiệm tìm COVID-19 thì quý vị phải là những người mà có triệu chứng. Riêng với các bác sĩ, các y tá, nhân viên y tế trong bệnh viện, các trung tâm y tế thì họ không cần triệu chứng. Họ không cần triệu chứng, họ vẫn được xét nghiệm bởi vì đó là công việc của họ, cần phải xét nghiệm. Các cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, nhân viên cấp cứu cũng không cần triệu chứng, họ được ưu tiên để xét nghiệm. Thì bây giờ ngoài những thành phần mà được ưu tiên đó, bây giờ đang tính tới mình nè, đang tính tới dân chúng bình thường sống ở địa phương nè. Thì quý vị nhớ rằng là trước kia khi mình đi xét nghiệm, giới chức có trách nhiệm á, họ buộc mình phải có triệu chứng, người ta mới xét nghiệm.
không có triệu chứng, người ta không xét nghiệm. Đúng không quý vị? Mà triệu chứng có nhiều lắm, có rất nhiều triệu chứng. Và một trong những triệu chứng quý vị phải có để được xét nghiệm là quý vị phải bị sốt. Không phải sốt thường à, không phải sốt 95, 96 độ đâu. Mà thậm chí sốt 100 độ người ta cũng không có xét nữa. 103 trở lên à, 103 độ trở lên á, thì người ta mới cho quý vị là đủ điều kiện, rồi người ta mới xét nghiệm. Còn bây giờ, thông tin này khiến cho nhiều người chú ý và quan tâm là bởi vì lần đầu tiên tại San Jose có địa điểm xét nghiệm không cần triệu chứng. Không cần triệu chứng gì cả, quý vị vẫn được xét nghiệm như thường. À, đó mà là điều đáng chú ý. Vậy cho Thanh Tùng nhắc nha. Bây giờ Thanh Tùng nhắc hai địa điểm xét nghiệm Thanh Tùng vừa kể. Một là Pau Stadium ở thành phố San Jose, phía đông San Jose. Pau Stadium ở phía đông San Jose. Và Santa Clara County Fairgrounds ở phía nam của San Jose. Hai địa điểm này đang được mở ra xét nghiệm mỗi ngày dành cho quý vị. Nhưng là sau 8 giờ sáng là ta mở cửa rồi. Nhưng để được xét nghiệm, quý vị phải làm hẹn. Xin được nhắc nè, quý vị không cần phải có triệu chứng. Quý vị không cần phải có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị được khám nghiệm, được xét nghiệm hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Đó là ba điều quý vị cần biết. Điều thứ tư nữa, không cần phải là di dân hợp pháp. Quý vị vẫn được xét nghiệm như thường. Hay nó thẳng ra luôn, nó trắng ra luôn. Di dân bất hợp pháp vẫn được xét nghiệm miễn phí như thường. Xin quý vị nhớ quyền lợi của mình. Nhưng nếu quý vị có biết ai mà không có giấy tờ đó, nói giùm cho người ta làm phước. Quý vị, đây là quy định của chính phủ tiểu bang Cali, chứ không phải của riêng thành phố nào hết. Không có giấy tờ, di dân bất hợp pháp vẫn được xét nghiệm tìm COVID-19 hoàn toàn miễn phí. Còn mình, di dân hợp pháp, không cần tiền, không cần bảo hiểm sức khỏe, và thưa quý vị gì nữa, không cần triệu chứng. Nha, quý vị được xét nghiệm. Và quý vị biết là đơn giản là như vậy. Bây giờ quý vị chỉ cần truy cập vào trang web, đường link đang hiện trên màn hình. Quý vị lấy cái điện thoại thông minh quý vị chụp lại đường link của trang web này. Quý vị truy cập vào trang web này, quý vị được kêu gọi truy cập vào, đọc qua một số các chi tiết, một số các thông tin cần thiết trước khi đi xét nghiệm. Sau đó, quý vị sẽ được kêu gọi điền ký tên trên mạng, ký tên điện tử, ký tên trên mạng vào một cái mẫu đơn có sẵn ở trên trang web. Mẫu đơn đó đơn giản chỉ là tôi tên gì đó, tôi đồng ý để được xét nghiệm tìm COVID-19. Quý vị phải đồng thuận, tiếng Mỹ gọi là quý vị phải có consent, thì người ta mới dám xét nghiệm cho quý vị. Chỉ cần ký tên bằng điện tử thôi là xong. Sau đó quý vị sẽ nhận được cái hẹn, người ta sẽ cho quý vị cái hẹn. Ngày giờ đúng hẹn đó quý vị lái xe tới, quý vị sẽ được xét nghiệm. Một khoảng thời gian ngắn sau đó người ta báo cho quý vị kết quả âm tính hoặc là dương tính. Nếu âm tính thì quý vị yên tâm đi làm bình thường. Còn dương tính thì người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị những chuyện gì cần phải làm trong giai đoạn quý vị bị bệnh. Người ta sẽ có lời khuyên dành cho thân nhân của mình ở nhà. Những ai ở chung nhà nên làm gì? Những người quý vị đã tiếp xúc trong thời gian vừa qua cũng được khuyên nên cách ly ra sao? Cho nên một lần nữa quý vị, đây là một trong những tin rất mới và rất hữu ích cho bà con mình sống ở địa phương, đặc biệt là San Jose, đặc biệt là cho bà con mình người Việt đó. Quý vị để ý không? Tại sao họ mở ra ở hai địa điểm, một là ở đông San Jose và một là ở phía nam San Jose? Không có ngẫu nhiên quá vậy. Không hề ngẫu nhiên chút nào hết á. Người ta không có rảnh mà chọn hai địa điểm đó. Thiếu gì địa điểm ta mở, sao không mở hai địa điểm này? Quý vị nhìn lại, quý vị có xem tiết mục này lần trước phải không? Thanh Tùng có nói với quý vị, những cái zip code ở phía đông San Jose đó, trong đó có 95148 á, là nơi mà có nhiều người bị chết nhất vì COVID-19 của quận hạt Santa Clara. Còn những zip code mà 95111, 95112, 95127 đó là nơi có nhiều người bị nhiễm bệnh nhất của quận hạt Santa Clara. Thì đó là những nơi có đông di dân sinh sống, có đông người gốc Latino sinh sống, có đông người Việt Nam sinh sống và sinh sống trong cùng một căn nhà với nhiều thế hệ và có nhiều người thu nhập thấp sinh sống. Đó là lý do mà giới chức có trách nhiệm họ đặt ra hai địa điểm xét nghiệm miễn phí cho cư dân ở đó đi xét nghiệm.
nhiều cái gì hiểu không tự nhiên mà người ta cố ý. Cố ý bởi vì đây là hai khu vực có nhiều người nhiễm bệnh và nhiều người chết nhất ở quận hạt Santa Clara. Nên quý vị tận dụng cơ hội này để đi xét nghiệm. Một lần nữa, quý vị muốn xét nghiệm thì chụp hình cái đường link đang hiện ở trên màn hình á, hiện giờ đang thấy đó. Quý vị nhờ con cháu giỏi tiếng Anh vào trong đó trả lời các câu hỏi rồi ghi danh dùm cho quý vị nha. Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên mới được tham dự ghi danh để xét nghiệm miễn phí trong đợt này. Còn điều gì nữa để nhắc quý vị về cái vụ xét nghiệm không ta? À, nếu mà nhắc về cái vụ mà nhiễm bệnh đó quý vị, xét nghiệm thì là xong rồi đó. Thì Thanh Tùng thông báo xong, quý vị chỉ cần ghi danh thôi, ghi danh rồi xin cái hẹn thôi. Bây giờ có một số điểm mà cái này lẽ ra để trong tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng thì nó hợp hơn. Nhưng mà sẵn nói về cái chuyện mà nhiễm bệnh thì Thanh Tùng muốn thưa với quý vị là Thanh Tùng có một số người quen bị dương tính với COVID-19. Kể lại kinh nghiệm là nếu mà mình phải nặng, nặng lắm mới vô cấp cứu. Còn bình thường ta khuyên mình nằm nhà không à, rồi tự cách ly. Thì trong trường hợp đó có một số trường hợp chẳng được thuốc men gì trơn quá gì. Không thuốc men gì trơn á, không có hướng dẫn gì trơn á, chỉ bị cách ly 14 ngày vậy đó. Thì những người mà họ vượt qua được 14 ngày đó và bây giờ đã hồi phục trở lại, họ kể cho Thanh Tùng kinh nghiệm của họ là gì, có gì biết không? Xong quá gì, xong á, nấu cái nồi nước xong á, nóng lên, người Việt mình là rành cái vũ nước xong này lắm, trùm cái mền, xong, cúi mặt xuống, hít hơi nóng của nồi nước xong. Phương pháp dân gian Việt Nam này hữu hiệu vô cùng quý vị, đặc biệt với cái vụ COVID-19. À, hay vậy đó, một ngày làm ít nhất 2 lần, sáng tối, vậy mà hiệu quả quý vị. Rất nhiều người kể cho Thanh Tùng, xong, đơn giản nha, xong. Rồi giữ vệ sinh, không tiếp xúc với người xung quanh, giữ vệ sinh cho gia đình của mình. Khi ho, nếu quý vị đã bị COVID rồi, quý vị nhớ là thời gian đầu mình ho khan, sau đó mình ho có đàm và ho dữ dội lắm, ho điên luôn á, ho điên luôn á. Thì những lúc như vậy quý vị nhắc thân nhân mình là sao? Ngửa cổ lên ho, ngửa cổ lên ho, ngửa lên nhìn, để ho, cái cơn ho nó sẽ đỡ hơn là cúi người xuống mà ho có gì. Quý vị ho mà quý vị gặp người xuống, cơn ho nó sẽ càng dữ dội hơn, càng đau đớn hơn. Một số những điều mình có thể làm được cùng nhau. Một lần nữa quý vị giữ gìn sức khỏe. Cơn dịch vẫn còn, lây nhiễm cộng đồng vẫn còn, người chết vẫn còn. Mặc dù chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 2 vào thứ 6 22 tháng 5, nhưng giữ vệ sinh vẫn còn, rửa tay thường xuyên nha quý vị. Rửa tay thường xuyên, giãn cách xã hội 6 feet với người xung quanh. Đi ra đường nhớ đeo khẩu trang. San Jose bây giờ bắt buộc ra đường nhớ đeo khẩu trang. Bước chân ra khỏi nhà đeo khẩu trang. Giữ sức khỏe cho mình, cho mọi người xung quanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này. Mong quý vị thật nhiều sức khỏe. Và quý vị có thể xem lại được tiết mục Hot News với Thanh Tùng trên YouTube. Lên YouTube chỉ cần gõ chữ Hot News với Thanh Tùng là tìm ra ngay. Quý vị nhớ subscribe để lần sau có tin mới quý vị được thông báo. Nhớ cho Thanh Tùng xin một cái like. Thanh Tùng cảm ơn rất nhiều những lời bình luận, những lời khen của khán giả cho tiết mục. Thanh Tùng có đọc rồi. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Trên màn hình cũng đang hiện số điện thoại của Netviet TV. Đây là số điện thoại để quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, đóng góp nào thì gọi số này cho Thanh Tùng. Quý vị muốn bảo trợ cho tiết mục, giúp cho tiết mục này được sống thì Thanh Tùng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cũng gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Hẹn gặp quý vị tiết mục này lần tới.